Hiện nay vấn đề này đang được tranh cãi. Tranh cãi thế nào? Với quan điểm này, vũ trụ là một chiếc siêu computer khổng lồ xử lý các hạt cơ bản như những bit thông tin, tức là các hạt cơ bản. Chúng ta nhìn nó bằng con mắt của vật chất, nhưng các nhà lý thuyết thông tin bắt đầu nhìn các hạt cơ bản như những bit thông tin. Và có nhiều lý thuyết nói với cái gì là nền tảng của vũ trụ. Một số người thì bảo vật chất, hạt cơ bản là nền tảng của vũ trụ. Một số thì bảo là năng lượng hoặc không thời gian, tức là các lý thuyết về trường năng lượng. Nhưng một trong những lý thuyết cơ bản hơn lại cho rằng thông tin mới là nền tảng căn bản nhất của vũ trụ. À, thưa quý vị, tôi có phần ngả sang cái ý thứ ba. Tại sao? Quý vị thử nghĩ nhé. Vũ trụ là gì? Vật chất cái gì? Là năng lượng cái gì? Nếu không có thông tin thì sao đây? Thì vũ trụ ấy nó sẽ là hỗn loạn. Vật chất nó được tập hợp lại, tuân thủ những quy luật xác định. Ví dụ các hành tinh, tại sao nó lại quay cung quanh mặt trời? À, quý vị bảo ôi chuyện này nó đơn giản quá, tức là có gì đâu, các hành tinh nó bị lực hấp dẫn mặt trời nó hút, cho nên thay vì cái hành tinh nó văng đi theo cái quỹ đạo quán tính thì nó cứ thế nó chuyển động tròn. Và cái người tìm ra cái điều đó là ông Newton. Nhưng ông Newton khi bị chất vấn, người ta chất vấn ông Newton là ông bảo là cái lực hấp dẫn nó kéo cái hành tinh, làm cho cái hành tinh nó chuyển động tròn quanh mặt trời. Nhưng còn cái lực quán tính mà nó đẩy cái gì nhỉ, cái hành tinh ấy, là nó đẩy cho chuyển động theo cái phương tiếp tuyến của quỹ đạo, nó từ đâu mà ra? Thì ông Newton cũng trả lời luôn, cũng bảo đó là cái cú hích của Chúa. Và ngày xưa các thầy mà dạy tôi bảo đấy, cái ông Newton nói thế, bảo cái ông ấy là con người duy tâm. À, thôi thì thôi, ta cứ tán ông là người duy tâm. Nhưng cái câu chuyện ấy đến ngày hôm nay nó lại vẫn cứ sống trở lại. Bây giờ các nhà lý thuyết thông tin người ta không nhắc đến Chúa, nào đã là khoa học người ta không nhắc đến Chúa, nhưng người ta thừa nhận rằng có một cái chương trình, một cái program, vũ trụ nó có một cái chương trình nào đó để nó sắp đặt vật chất tồn tại không phải hỗn loạn mà theo những cái quy luật xác định. Phải có một cái chương trình, phải có một cái thiết kế, nó buộc tất cả vật chất tuân thủ nó thì cái vũ trụ này nó mới như chúng ta thấy. Chúng ta mới trông thấy mặt trăng, chúng ta mới trông thấy mặt trời. Nếu không, nếu cái vũ trụ này là hỗn loạn, không có thông tin để lãnh đạo, để chỉ huy, thì cái vũ trụ này sẽ hỗn loạn. Và nếu hỗn loạn nó không có chúng ta, vậy thì cái gì? Chúng ta hiện diện ở đây để mà trông thấy mặt trăng, trông thấy mặt trời, để mà tồn tại, để mà sống, là cái vũ trụ nó phải có ý nghĩa. Vậy tôi thích cái lý thuyết thông tin là vì thông tin là cái làm cho vũ trụ này trở thành có ý nghĩa. Không có thông tin thì cái vũ trụ này là vô nghĩa, cuộc sống của chúng ta cũng là vô nghĩa. Đó, vai trò của thông tin nó là như vậy. Và nếu thừa nhận cái điều đó thì chúng ta thấy cái gì? Xin giới thiệu với quý vị nhà khoa học Werner Hinz. Ông này là giám đốc viện vật lý của Cộng hòa Liên bang Đức. Tất nhiên ông về hưu rồi. Và chuyên môn hẹp của ông là giáo sư tiến sĩ về công nghệ thông tin. Ông ấy nói về công nghệ thông tin như sau: hệ mã được sử dụng trong sinh vật để tổng hợp protein. Hệ mã bộ 3 của hệ mã bộ 3 ký tự ACTG là hệ mã tốt nhất trong tất cả các mã có thể có. Các chuyên gia computer lập trình, tức là sử dụng các mã. Thế thì ông này, một chuyên gia công nghệ thông tin, ông ấy nói là cái hệ mã của sự sống là hệ mã tối tuyệt vời nhất, không có cái hệ mã nào có thể sánh được. Hai, không có một định luật tự nhiên nào được biết, một quá trình nào được biết và một chuỗi sự kiện nào được biết có thể tạo ra thông tin bắt nguồn từ chính bản thân nó. Tức là thế này, tức là vật chất nó không tự tạo ra thông tin được. Thí dụ quyển sách này nó chứa được thông tin,
Nhưng thông tin của quyển sách này nó từ đâu mà ra? Có phải quyển sách này nó tạo ra đâu? Chúng tác giả của nó tạo ra. Vậy mọi thông tin đều có nguồn trí tuệ thông minh. Tôi đố quý vị chỉ ra một thông tin nào mà lại không có xuất phát từ một trí tuệ thông minh. Phải có trí tuệ, phải có tác giả. Không có một thông tin nào mà từ vật chất nó nảy sinh được, nó không có. Vậy sao? Ông nói tiếp, một sự giải thích thuần túy vật chất về nguồn gốc sự sống mà không có thông tin là một sự vi phạm các định luật của lý thuyết thông tin. Tức là theo lý thuyết thông tin, không có cái chuyện thông tin mà nó lại tự nhiên nó sinh ra từ vật chất, không có. Đã là thông tin nó phải có tác giả. Vậy bây giờ bạn muốn giải thích nguồn gốc sự sống mà bạn lại không có thông tin, thế thì hỏng rồi. Bởi vì nguồn gốc chuyện sinh học bây giờ đi đến là mã ADN nó quyết định mọi sự sống hình thành như thế nào, là do mã ADN, tức là nó là thông tin. Thế mà bây giờ bạn giải thích nguồn gốc sự sống mà không có thông tin thì thôi chịu chết, làm sao giải thích được. Và chương trình của ông Darwin là gì? Là các phản ứng hóa học tự nó tập hợp lại thành protein. Đó là chuyện không thể nào có được. Phản ứng hóa học không bao giờ tự nó tạo ra mã ADN nào. Mã ADN là thông tin. Phản ứng hóa học không thể tạo ra thông tin. Và đấy chính là bế tắc lớn nhất hiện nay của sinh học. Và ông này thì thí dụ ở đây tôi có quen biết nhiều người. Thí dụ như bạn Bạn Mai đây xin giới thiệu với quý vị là một kỹ sư về sinh học, tốt nghiệp sinh học Đại học Tổng hợp và đã từng học và từng hành nghề sinh học và đã từng du học ở Úc. Và tôi may mắn gặp bạn ấy cách đây 3 hôm. Tôi hỏi bạn ấy định luật Pasteur bên đây đấy, bạn bảo bạn ấy không biết. Và đến hôm nay xin hỏi bạn Mai, bạn có biết cái ông này không? Không, bạn ấy không biết. Vậy tôi xin giới thiệu với bạn đây là ai? Đây là Francis Crick, tác giả của phân tử xoắn kép, tức là phân tử ADN. Hình thù nó ra làm sao, cấu trúc của nó ra làm sao là do cái ông này Francis Crick cộng với James Watson. Thế thì cái ông Crick là tác giả của cấu trúc ADN, tác giả khám phá ra cái cấu trúc ADN. Ông nói cái gì? Rõ ràng là rất khó định nghĩa chữ sống. What is living? What does it mean living? Living có nghĩa là cái gì? Có một cái cách trả lời rất dễ. I am living. Đấy, tôi đây. Đây, sự sống đây. And here, this is living. Nhưng thực chất nó là cái gì? Bản chất cái sự sống là cái gì? Với con mắt của Darwin, sự sống là một tập hợp cấu trúc của các gì? Các phân tử và nguyên tử. Các phân tử nguyên tử ngẫu nhiên tập hợp lại thành cái gọi là sự sống. Đến ngày hôm nay, cái tư tưởng ấy nó quá ấu trĩ rồi. Bởi vì cái mà nó tạo ra sự sống nó là mã ADN. Mã ADN nó ra lệnh là cái phân tử này, phân tử nó, các axit amin phải tập hợp như sau, theo mệnh lệnh như sau. Tức là có một programmer, ông ấy viết ra lệnh y như là một programmer của computer viết ra lệnh cho computer phải thực hiện những lệnh mệnh lệnh sau đây. Thế thì đã có một programmer nào đó ra lệnh sự sống, các là vật chất muốn trở thành sự sống thì phải tập hợp theo những mệnh lệnh sau đây. Những mệnh lệnh đó là mã ADN. Và cái ông Francis Collins bên đây, ông bảo đấy là ngôn ngữ của Chúa, the language of God. Còn chúng ta không thích nói đến Chúa thì chúng ta bảo đấy là chương trình do nhà thiết kế, chúng ta gọi là nhà thiết kế, a designer, a great designer, một nhà thiết kế vĩ đại đã viết cái chương trình, ra cái mệnh lệnh.
vật chất phải tập hợp theo mệnh lệnh đó thì mới thành sự sống. Thế thì sao? Ông này, ông ấy nói là vậy, sau khi ông khám phá ra cái cấu trúc ADN thì ông ấy nói là vậy sự sống là gì? Khó quá. Nói bây giờ sự sống là gì? Khó quá. Ông nói tiếp, phân tử DNA là hệ thống chứa thông tin hiệu quả nhất trong toàn vũ trụ đấy nhá. Các chương trình của chúng ta không ăn thua gì. Sự mênh mông của thông tin phức tạp đã được mã hóa và sâu chuỗi một cách chính xác là điều cùng đáng kinh ngạc. Ai mà không kinh ngạc, ai mà không biết kinh ngạc trước cái cấu trúc của mã ADN thì người ấy là vô cảm. Albert Einstein nói một câu tuyệt vời hay. Ông bảo chỉ có hai cách sống, hoặc là bạn biết ngạc nhiên, hai tức là bạn thấy ôi trời ơi cái gì nó là phép lạ, hai là bạn thấy chẳng có cái phép lạ quái nào. Einstein nói vậy. Vậy quý vị và bạn người thế nào? Tôi may mắn, tôi tự cảm thấy mình là có cái phẩm chất là biết ngạc nhiên. Khi tôi sang Pháp, ông anh tôi đưa đi chơi, tôi trông thấy cái tượng đài này, tượng đài nào, tôi cứ thốt ôi tôi đẹp quá. Ông ấy quay sang ông bảo tôi, cậu thấy là người có cảm xúc đấy. Thì cái lúc ấy tôi thấy chuyện đó chuyện bình thường. Nhưng đến khi bây giờ trở vào khoa học thì tôi cũng phát hiện ra hai loại người trong khoa học. Có một loại người biết cảm xúc, nhưng có một loại người làm khoa học mà chẳng cảm xúc gì cả. Trông thấy cái mã ADN phải cảm xúc và thấy kinh ngạc, như chính cái ông Crick cũng nói phải kinh ngạc. Bằng chứng DNA nói lên rằng có một thiết kế thông minh để chứa đựng thông tin. Đối với vấn đề sự sống hình thành một cách ngẫu nhiên, toán học cho thấy điều đó không thể xảy ra. Một người trung thực, một người trung thực được trang bị tất cả những kiến thức chúng ta có hôm nay, chỉ có thể nói rằng theo một nghĩa nào đó, vấn đề nguồn gốc sự sống xuất hiện vào thời điểm này là một miracle, một phép màu. Chúng ta đây là những bằng chứng của các phép màu. Và có một trang mạng, ôi trời ơi, nó in hình hai đứa bé con ở bên Úc ấy, in hai đứa bé con trông nó xinh đẹp lắm. Xong nó viết đây là bằng chứng của cái gì DNA, và cái bằng chứng này nó bác bỏ thuyết abiogenesis. Và nếu Francis Crick là tác giả của chuỗi săn cắp mà nói như thế, mà chúng ta cũng lại bất chấp yêu mấy rồi thì thôi, chúng ta chả có gì để nói đấy. Nhưng mà phải nói về Crick như thế này, khi tôi đọc đến đấy thì tôi ngưỡng mộ Crick lắm. Bởi vì khi ông đọc cái khám phá của ông về cái chuỗi phân kép, tôi thấy con người ấy quá thiên tài. Và ông ấy nói những câu như thế quá tuyệt diệu. Nhưng sau đó ông lại nói những cái điều làm tôi thất vọng. Cuối cùng ông giải thích nguồn gốc sự sống thế nào. Ông bảo là không thể là ngẫu nhiên được. Nhưng ông bảo có lẽ sự sống ở trong vũ trụ rồi nó theo thiên thạch nó rơi vào trái đất. Ôi sao tôi nghe đấy thì tôi thất vọng. Ý của ông là vẫn không muốn thừa nhận là có tác giả thiết kế. Ý của ông là như thế.